Thiện nam tử, nếu đệ tử của ta có ai cho rằng việc thọ trì đọc tụng, sao chép giảng thuyết 12 bộ kinh cũng không có gì khác biệt với việc thọ trì tụng đọc sao chép giải bày giảng thuyết kinh Đại Niết Bàn, như vậy là không đúng. Vì sao vậy? Thiện nam tử, kinh Đại Niết Bàn là tạng rất sâu kín của hết thảy chư Phật Thế Tôn. Vì là tạng rất sâu kín của chư Phật nên là cao trỗi hơn hết. Thiện nam tử, vì nghĩa ấy nên kinh Đại Niết Bàn là hết sức kỳ lạ, đặc biệt, không thể nghĩ bàn. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, con cũng biết rằng kinh Đại Niết Bàn này là rất kỳ lạ, đặc biệt, không thể nghĩ bàn. Phật Pháp, chúng tăng cũng không thể nghĩ bàn. Bồ Đề Đại Bát Niết Bàn của Bồ Tát cũng không thể nghĩ bàn. Bạch Thế Tôn, vì nghĩa gì lại nói rằng Bồ Tát là không thể nghĩ bàn? Phật dạy: Thiện nam tử, Bồ Tát Maha Tát không có người dạy bảo mà có thể tự mình phát tâm Bồ Đề. Khi phát tâm rồi, liền chuyên cần tu tập tinh tấn, ví như có bị lửa dữ thiêu đốt toàn thân, cũng chẳng hề cầu cứu, buông bỏ lòng nhớ nghĩ chánh pháp. Vì sao vậy? Bồ Tát Maha Tát thường tự nghĩ rằng ta trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp, hoặc ở những cảnh địa ngục ngạ quỷ súc sanh, cõi người cõi trời, từng bị ngọn lửa phiền não trói buộc thiêu đốt, nhưng chưa từng được một pháp quyết định. Pháp quyết định đó chính là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tại vì A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề thì chẳng bao giờ tiếc giữ thân tâm mạng sống. Tại vì A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề nên dù cho thân thể có nát tan thành bụi nhỏ cũng không bao giờ buông bỏ sự chuyên cần tinh tấn. Vì sao vậy? Lòng chuyên cần tinh tấn tức là nhân của quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thiện nam tử, vị Bồ Tát như thế khi chưa thấy A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề còn chẳng tiếc thân mạng, huống chi khi đã được thấy. Vì thế nên Bồ Tát là không thể nghĩ bàn. Lại nữa, không thể nghĩ bàn là nói việc Bồ Tát Maha Tát thấy được vô số tội lỗi trong vòng sanh tử, hàng thanh văn duyên giác không thể theo kịp. Tuy biết trong vòng sanh tử có vô số tội lỗi, nhưng Bồ Tát vì chúng sanh mà vẫn ở trong đó nhận chịu khổ não chứ không chán nản xa lìa. Vì thế nên gọi là không thể nghĩ bàn. Bồ Tát Maha Tát vì chúng sanh nên tuy ở tại địa ngục nhận chịu các khổ não mà vẫn vui thích như đang ở cảnh thiền thứ ba. Vì thế nên gọi là không thể nghĩ bàn. Thiện nam tử, ví như vị trưởng giả thấy nhà mình bị cháy, liền vội ra khỏi nhà, những đứa con của ông còn ở lại sau chưa thoát ra khỏi đám cháy. Bấy giờ vị trưởng giả biết rõ sự nguy hại của lửa, nhưng vì các con nên quay vào cứu bất kể nguy hiểm. Bồ Tát Maha Tát cũng vậy, tuy biết trong vòng sanh tử có nhiều tội lỗi ác hại, nhưng vì chúng sanh mà ở lại trong đó không nhàm chán, vì thế nên gọi là không thể nghĩ bàn. Thiện nam tử, có vô lượng chúng sanh phát tâm Bồ Đề, thấy trong vòng sanh tử có nhiều sự lầm lỗi ác hại nên sanh lòng thối lui, chỉ làm thanh văn hoặc duyên giác. Nếu Bồ Tát nào nghe được kinh này thì không bao giờ thối lui hay để mất tâm Bồ Đề mà làm thanh văn, làm Phật Bích Chi. Vị Bồ Tát như vậy dù chưa bước đến thềm địa vị ban sơ là bất động địa, nhưng lòng bền chắc, quyết không thối lui hay để mất tâm Bồ Đề, vì thế nên gọi là không thể nghĩ bàn. Thiện nam tử, nếu có người nói, tôi có thể lội qua biển cả, lời nói ấy có thể nghĩ bàn được chăng? Bồ Tát Ca Diếp thưa, Bạch Thế Tôn, lời nói như vậy hoặc có thể nghĩ bàn hoặc không thể nghĩ bàn. Vì sao vậy? Nếu là con người lội qua được, đó là không thể nghĩ bàn. Nếu là loài Atula lội qua được, đó là có thể nghĩ bàn. Phật dạy, thiện nam tử, ta không nói Atula, chính là đang nói về con người. Bồ Tát Ca Diếp nói, Bạch Thế Tôn, trong loài người cũng có thể nghĩ bàn hoặc không thể nghĩ bàn. Thế Tôn, người có hai hạng, một là thánh nhân, hai là phàm phu. Nếu là phàm phu thì không thể nghĩ bàn, nếu là bậc hiền thánh thì có thể nghĩ bàn. Phật dạy, thiện nam tử, ta đang nói về phàm phu, chẳng nói bậc thánh nhân. Bồ Tát Ca Diếp thưa, Bạch Thế Tôn, nếu là phàm phu thì lời nói ấy thật không thể nghĩ bàn. Phật dạy, thiện nam tử, người phàm phu thật ra không thể lội qua biển cả, nhưng vị Bồ Tát như vậy thật có thể vượt qua biển lớn sanh tử, cho nên gọi là không thể nghĩ bàn. Thiện nam tử, như có người dùng sợi tơ của ngó sen mà treo núi Tu Di, việc ấy có thể nghĩ bàn được chăng? Bồ Tát Ca Diếp thưa, Bạch Thế Tôn, không thể. Phật dạy, thiện nam tử, Bồ Tát Maha Tát chỉ trong khoảnh khắc có thể tính lượng hết thảy sinh tử, còn khó hơn cả việc ấy, vì thế nên gọi là không thể nghĩ bàn. Thiện nam tử, Bồ Tát Maha Tát trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp, thường quán sanh tử là vô thường, vô ngã, vô lạc, vô tịnh. Nhưng vì chúng sanh mà phân biệt diễn thuyết là thường lạc ngã tịnh, tuy thuyết giảng như vậy nhưng chẳng phải tà kiến.
vì thế nên gọi là không thể nghĩ bàn. Thiện nam tử, như có người vào nước chẳng bị cuốn trôi, vào lửa chẳng bị đốt cháy, việc như vậy thật không thể nghĩ bàn. Bồ Tát Ma Ha Tát cũng vậy, tuy ở trong sanh tử nhưng chẳng bị sanh tử não hại, vì thế nên gọi là không thể nghĩ bàn. Thiện nam tử, con người nhập thai có ba hạng, hạng cao, hạng trung bình và hạng thấp. Những người hạng thấp khi mới nhập bảo thai nghĩ rằng, nay ta đang ở trong nhà xí, nơi quy tụ của mọi thứ dơ nhất, như ở trong cái xác chết, như ở giữa những gai góc, là nơi hết sức tối tăm u ám. Khi vừa ra khỏi bảo thai lại nghĩ rằng, nay ta ra khỏi nhà xí, ra khỏi chỗ quy tụ của mọi thứ dơ nhất, cho đến ra khỏi nơi hết sức tối tăm u ám. Những người hạng trung bình khi mới nhập bào thai nghĩ rằng, nay ta vào giữa rừng cây, giữa dòng sông trong sạch, giữa phòng ốc nhà cửa. Khi ra khỏi bào thai cũng nghĩ là ra khỏi những nơi ấy. Những người hạng cao khi mới nhập bào thai nghĩ rằng, nay ta bước lên cung điện nhà lớn, ở giữa chốn rừng hoa, cưỡi ngựa cưỡi voi đi lên núi cao. Khi ra khỏi bào thai cũng nghĩ là ra khỏi những nơi ấy. Bồ Tát Ma Ha Tát khi mới nhập bào thai tự biết là nhập bào thai, khi ở trong bào thai tự biết là ở trong bào thai, khi ra khỏi bào thai tự biết là ra khỏi bào thai, chẳng bao giờ sanh lòng tham muốn hay sân hận, nhưng vẫn chưa bước đến thềm địa vị ban sơ là bất động địa, vì thế nên gọi là không thể nghĩ bàn. Thiện nam tử, thật không thể dùng thí dụ để so sánh với An Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Thiện nam tử, cũng như không thể dùng thí dụ để so sánh với tâm, nhưng những điều đó đều có thể giảng nói được. Bồ Tát Ma Ha Tát không có thầy để thừa hỏi thọ học, nhưng vẫn có thể đạt được pháp An Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Khi được pháp ấy rồi, lòng không tham tiếc, keo lận, thường vì chúng sanh mà giảng thuyết, vì thế nên gọi là không thể nghĩ bàn. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát có các pháp là thân lìa xa, miệng chẳng lìa xa, miệng lìa xa, thân chẳng lìa xa, hoặc chẳng phải thân, chẳng phải miệng, nhưng cũng lìa xa. Thân lìa xa là nói việc lìa xa sự giết hại, trộm cướp, dâm dục. Đó gọi là thân lìa xa, miệng chẳng lìa xa. Miệng lìa xa là nói việc lìa xa sự nói dối, nói hai lưỡi, nói lời ác độc, nói lời vô nghĩa. Đó gọi là miệng lìa xa, thân chẳng lìa xa. Pháp lìa xa mà chẳng phải thân, chẳng phải miệng, là nói việc lìa xa sự tham lam, sân khỏe, tà kiến. Thiện nam tử, đó gọi là chẳng phải thân, chẳng phải miệng, nhưng cũng lìa xa. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng thấy có pháp nào là thân, là nghiệp cùng với người lìa bỏ, nhưng quả thật có sự lìa bỏ, vì thế nên gọi là không thể nghĩ bàn. Đối với miệng cũng là như thế. Thiện nam tử, do nơi thân mà lìa thân, do nơi miệng mà lìa miệng, do nơi sự sáng suốt mà lìa xa, là chẳng phải thân, chẳng phải miệng. Thiện nam tử, thật có sự sáng suốt ấy, nhưng không thể khiến cho Bồ Tát lìa xa. Vì sao vậy? Thiện nam tử, không một pháp nào có thể hoại mất hay tạo tác. Tánh thật của các pháp hữu vi là sanh diệt đổi khác, cho nên sự sáng suốt ấy không thể lìa xa. Thiện nam tử, sáng suốt không thể phá trừ, lửa không thể đốt cháy, nước không thể cuốn trôi, gió không thể lay động, đất không thể ôm giữ, sanh không thể làm cho sanh ra, già không thể làm cho già đi, trụ không thể làm cho trụ lại, hoại không thể làm cho hoại mất, tham không thể làm cho tham đắm, sân không thể làm cho sân hận, si không thể làm cho ngu si, đều do nơi tánh thật của các pháp hữu vi là sanh diệt đổi khác. Cho nên Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng bao giờ nghĩ, ta dùng sự sáng suốt này phá trừ phiền não, nhưng tự nói rằng ta phá trừ phiền não. Tuy nói như vậy nhưng chẳng phải là hư dối, vì thế nên gọi là không thể nghĩ bàn. Bồ Tát Ca Diếp bạch rằng, thế tôn, nay con mới biết rằng Bồ Tát Ma Ha Tát là không thể nghĩ bàn. Phật pháp chúng tăng kinh đại niết bàn, với người thọ trì Bồ Đề niết bàn là không thể nghĩ bàn. Bạch Thế Tôn, pháp Phật vô thượng còn bao lâu nữa sẽ dứt mất? Phật dạy, thiện nam tử, nếu trong các đệ tử ta còn có người có thể thọ trì tụng đọc sao chép giảng thuyết nghĩa lý kinh đại niết bàn cho đến năm hạnh, thánh hạnh, phạm hạnh, thiên hạnh, bệnh hạnh, anh nhi hạnh, được chúng sanh cùng kính tôn trọng tán thán cúng dường bằng mọi cách, thì nên biết rằng lúc ấy pháp Phật còn chưa dứt mất. Thiện nam tử, như kinh đại niết bàn được lưu hành đầy đủ rộng khắp, vào lúc các đệ tử của ta có nhiều kẻ hủy phạm giới cấm, làm mọi điều ác, không thể tin kính kinh điển như thế này, bởi không tin nên họ không thể thọ trì tụng đọc sao chép giảng thuyết ý nghĩa, không được mọi người cung kính tôn trọng tán thán cúng dường. Người khác thấy người thọ trì kinh này liền khinh chê phỉ báng rằng,
ông là ngoại đạo, chẳng phải đệ tử Phật. Nếu biết rằng vào lúc ấy pháp Phật sắp dứt mất, Bồ Tát Ca Diếp lại bạch Phật: Thế Tôn, chính con trong khi theo hầu bên Phật có được nghe rằng chánh pháp của Phật Ca Diếp trụ thế 7 ngày rồi dứt mất. Bạch Thế Tôn, Đức Như Lai Ca Diếp có kinh này chăng? Nếu có, vì sao nói là dứt mất? Còn nếu không có kinh này, sao Thế Tôn lại dạy rằng kinh Đại Niết Bàn là tạng sâu kín của tất cả các Đức Như Lai? Phật dạy: Thiện Nam Tử, lời ta nói trước đây chỉ có Văn Thù Sư Lợi hiểu được nghĩa, nay ta sẽ thuyết giảng lần nữa, ông hãy hết lòng lắng nghe. Thiện Nam Tử, chư Phật Thế Tôn có hai pháp, một là pháp thế gian, hai là pháp đệ nhất nghĩa. Pháp thế gian ắt có hư hoại dứt mất, pháp đệ nhất nghĩa không có hư hoại dứt mất. Lại có hai pháp, một là vô thường vô ngã vô lạc vô tịnh, hai là thường lạc ngã tịnh. Vô thường vô ngã vô lạc vô tịnh ắt có hư hoại dứt mất, thường lạc ngã tịnh không có hư hoại dứt mất. Lại có hai pháp, một là pháp hàng nhị thừa gìn giữ, hai là pháp hàng Bồ Tát gìn giữ. Hàng nhị thừa gìn giữ ắt có hư hoại dứt mất, hàng Bồ Tát gìn giữ thì không có hư hoại dứt mất. Lại có hai pháp, một là bên ngoài, hai là bên trong. Pháp bên ngoài ắt có hư hoại dứt mất, pháp bên trong không có hư hoại dứt mất. Lại có hai pháp, một là hữu vi, hai là vô vi. Pháp hữu vi ắt có hư hoại dứt mất, pháp vô vi không có hư hoại dứt mất. Lại có hai pháp, một là có thể được, hai là không thể được. Pháp có thể được ắt có hư hoại dứt mất, pháp không thể được không có hư hoại dứt mất. Lại có hai pháp, một là pháp chung cùng, hai là pháp không chung cùng. Pháp chung cùng ắt có hư hoại dứt mất, pháp không chung cùng không có hư hoại dứt mất. Lại có hai pháp, một là ở cõi người, hai là ở cõi trời. Ở cõi người thì có hư hoại dứt mất, ở cõi trời không có hư hoại dứt mất. Lại có hai pháp, một là 11 bộ kinh, hai là kinh Phương Đẳng. 11 bộ kinh ắt có hư hoại dứt mất, kinh Phương Đẳng không có hư hoại dứt mất. Thiện Nam Tử, nếu như đệ tử của ta có thọ trì tụng đọc sao chép giảng thuyết kinh điển Phương Đẳng, cung kính cúng dường tôn trọng tán thán, nên biết rằng lúc ấy pháp Phật không dứt mất. Thiện Nam Tử, ông vừa hỏi ta rằng Đức Như Lai Ca Diếp có kinh này hay không? Thiện Nam Tử, kinh Đại Niết Bàn là kho tàng sâu kín của tất cả chư Phật. Vì sao vậy? Chư Phật tuy có 11 bộ kinh nhưng trong đó không thuyết dạy về tánh Phật, về thường lạc ngã tịnh của Như Lai, về việc chư Phật Thế Tôn không bao giờ dứt hết tất cả mà vào Niết Bàn. Vì vậy nên kinh này gọi là kho tàng sâu kín của Như Lai, vì là chỗ mà 11 bộ kinh không nói đến nên gọi là kho tàng. Như người kia có 7 món quý báu không mang ra dùng, đó gọi là kho tàng. Thiện Nam Tử, người ấy sở dĩ tàng trữ những vật đó là vì việc tương lai. Những gì là việc tương lai? Đó là khi gặp những lúc như lúa gạo đắt đỏ, quân giặc xâm chiếm đất nước, hoặc gặp vua bạo ác thì dùng tài sản ấy để chuộc lấy mạng sống, hoặc khi đường xá đi lại khó khăn, tiền bạc khó kiếm thì sẽ lấy ra mà tiêu dùng. Thiện Nam Tử, kho tàng sâu kín của chư Phật Như Lai cũng giống như vậy. Chính là vì những tỷ kheo xấu ác đời vị Lai, họ chứa trữ những vật bất tịnh, họ nói với bốn chúng rằng Như Lai đã buông bỏ hết tất cả mà vào Niết Bàn. Họ tụng đọc những sách thế gian, chẳng cung kính kinh điển của Phật. Khi những việc xấu ác ấy xảy ra ở thế gian, Như Lai muốn trừ dứt những việc ác ấy, khiến người ta lìa xa bọn kiếm sống tà vậy, mưu cầu lợi dưỡng liền diễn thuyết kinh này. Nếu vào lúc ấy kho tàng sâu kín là kinh điển này lại diệt mất, chẳng hiện ra, nên biết rằng pháp Phật ắt là dứt mất. Thiện Nam Tử, kinh Đại Niết Bàn là thường còn không biến đổi. Vì sao ông lại cật vấn rằng vào thời Phật Ca Diếp có kinh này hay không? Thiện Nam Tử, vào thời Phật Ca Diếp, chúng sanh ít tham dục, nhiều trí tuệ, các vị đại Bồ Tát đều điều hòa nhu thuận, dễ giáo hóa, có oai đức lớn, được phép tổng trì không quên mất như voi chúa lớn. Thế giới thanh tịnh, hết thảy chúng sanh đều biết rằng Như Lai không bao giờ dứt hết tất cả để vào Niết Bàn, mà là thường trụ không biến đổi. Vì thế, tuy có kinh điển này nhưng không cần diễn thuyết. Thiện Nam Tử, đời này chúng sanh nhiều phiền não, ngu si, mừng giận, không có trí tuệ, nhiều sự nghi ngờ, căn bản lòng tin không vững chắc, thế giới không thành tịnh, hết thảy chúng sanh đều cho rằng Như Lai là vô thường biến đổi, dứt hết tất cả để vào Đại Bát Niết Bàn. Vậy nên Như Lai cần phải diễn thuyết kinh này. Thiện Nam Tử, pháp của Phật Ca Diếp thật cũng không dứt mất. Vì sao vậy? Vì là thường còn không biến đổi. Thiện Nam Tử, nếu có những chúng sinh thấy ngã là vô ngã, thấy vô ngã là ngã, thấy thường là vô thường, thấy vô thường là thường, thấy lạc là vô lạc, thấy vô lạc là lạc, thấy tịnh là bất tịnh, thấy bất tịnh là tịnh, thấy diệt là bất diệt, thấy bất diệt là diệt, thấy tội là không tội, thấy không tội là tội,
thấy tội nhẹ là nặng, thấy tội nặng là nhẹ, thấy thừa là chẳng phải là thừa, thấy chẳng phải thừa là thừa, thấy đạo là chẳng phải đạo, thấy chẳng phải đạo là đạo, thật là bồ đề, thấy chẳng phải bồ đề, thật chẳng phải bồ đề, thấy là bồ đề, thấy khổ là chẳng phải khổ, thấy tập là chẳng phải tập, thấy diệt là chẳng phải diệt, thấy thật là chẳng thật, thật là thế đế, thấy là đệ nhất nghĩa đế, thật là đệ nhất nghĩa đế, thấy là thế đế, thấy quy là chẳng quy, thấy chẳng quy là quy, thật lời của Phật mà gọi là lời của ma, thật là lời của ma lại cho là lời Phật. Ở thời đại như vậy, chư Phật mới thuyết diễn kinh Đại Niết Bàn. Thiện Nam Tử, thà nói rằng vòi con muỗi hút cạn biển cả, chứ không thể nói rằng pháp của Như Lai dứt mất. Thà nói rằng dùng dây trói được cơn gió mạnh, chứ không thể nói rằng pháp của Như Lai dứt mất. Thà nói rằng dùng miệng thổi tan nát núi Tu Di, chứ không thể nói rằng pháp Như Lai dứt mất. Thà nói rằng từ nơi lửa than Khư Đà La sanh ra hoa sen, chứ không thể nói rằng pháp của Như Lai dứt mất. Thà nói rằng thuốc A Già Đà trở thành thuốc độc, chứ không thể nói rằng pháp của Như Lai dứt mất. Thà nói rằng mặt trăng có thể làm cho nóng, mặt trời có thể làm cho lạnh, chứ không thể nói rằng pháp của Như Lai dứt mất. Thà nói rằng bốn đại đều mất đi tính chất riêng, chứ không thể nói rằng pháp của Như Lai dứt mất. Thiện Nam Tử, nếu khi Phật vừa ra đời đắc quả A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề rồi, nhưng chưa có những đệ tử hiểu được ý nghĩa rất thâm sâu, Đức Phật Thế Tôn ấy liền vào Niết Bàn, nên biết rằng chánh pháp sẽ không trụ lâu ở thế gian. Thiện Nam Tử, nếu khi Phật vừa ra đời đắc quả A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề rồi, liền có những đệ tử hiểu được ý nghĩa rất thâm sâu, tuy Phật vào Niết Bàn nên biết rằng chánh pháp sẽ còn trụ lâu ở thế gian. Thiện Nam Tử, nếu khi Phật vừa ra đời đắc quả A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề rồi, tuy có những đệ tử hiểu được ý nghĩa rất thâm sâu, nhưng không có hàng cư sĩ dốc lòng tin tưởng và kính trọng pháp Phật, Đức Phật liền vào Niết Bàn. Như vậy nên biết rằng chánh pháp chẳng trụ lâu ở thế gian. Thiện Nam Tử, nếu khi Phật vừa ra đời đắc quả A Nậu Đà La Tam Hiệu Tam Bồ Đề rồi, nên có những đệ tử hiểu được ý nghĩa rất thâm sâu, lại có nhiều cư sĩ dốc lòng tin tưởng và kính trọng pháp Phật, tuy Phật vào Niết Bàn, nên biết rằng chánh pháp sẽ còn trụ lâu ở thế gian.